Ngày 3 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và công tác cứu nạn cứu hộ năm học 2023-2024 cho các cán bộ, giáo viên tại các trường trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các học viên đã được tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp phòng cháy, phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay và một số kỹ năng thoát nạn an toàn trong đám cháy. Qua buổi tập huấn, giúp các học viên hiểu biết rõ hơn về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho bản thân, gia đình và của cơ quan, đơn vị.